Dạ em xin chào mọi người, hôm nay em giao lưu với mọi người cái lô hoa lài 5 cánh nha mọi người. Cái này là phôi đó nha. Rồi mình về mình để như vậy, mình tưới nước, nước rễ vô. Vài bữa là đâm tròn, cái cây này dễ sống lắm nha mọi người. Này là hoa lài 5 cánh, không phải là cây nhài uống trà nha. Lài 5 cánh hoa thơm. Này mình trồng để trước cửa nó ra hoa nó thơm lắm. Rồi mã số này là mã số Y1. Củ đế nó nè ha. Cái gọng đế thì nó bị chày nha mọi người, chày nhẹ gọng đế thôi. Còn cây thì là không sao, cái này cái đầu cắt cũ nha. Rồi hoành nó là 25. Chiều cao nó là 29. Đường kính cái bầu là 21. Y1 giao lưu với mọi người 450.000 em bao ship. Mã số này là mã số Y2. Đồng này cũng đế nó cũng chày nè. Đây là mọi người, mình nhìn như vậy thôi nè, nó đâm chồi luống chồi ha. Chỉ nào kéo sẹo mạnh lên nó ra chồi thôi à. Cái này dạng dễ sống nè. Dễ sống nghe nè. Nhún chồi chân nữa. Mình cứ để nguyên cái bầu như vậy nè. Mình để mình tưới nước khoảng 1 tuần 2 tuần là nó đâm chồi mạnh thôi. Rồi hoành này là 19. Chiều cao nó là 23. Đường kính bầu là 21. Chày gọng đế đây ha. Hai gọng đế này bị chày tại vì bị trúng á. Rồi Y2 giao lưu cho mọi người 300.000 em bao ship. Tầm hơn một gang tay thôi ha. Đây này cũng dạng cây nhỏ nha mọi người. Tại em cắt nhỏ cho dễ vận chuyển á. Mã số Y3 nè. Đầu nè, nó đâm chọi trơn nè mọi người. Đó. Thì để mình thấy đó. Mấy cái đầu cắt này nó cũ á, đầu cắt cũ á, mà em không có xử lý á. Nên mình nhìn thấy nó khô vậy thôi. Đó. Mấy cái này là đâm chọi trơn nè. Đâm chọi là lá của nó xanh mướt luôn á. Rồi. Hai cái thân này là 22. Một thân đó là 13. Chiều cao nó là 38. Rồi chiều dài cái bầu là 23. Mấy cái đầu này thì nó cắt cũ thôi nha. Rồi mã số Y3 em giao lưu với mọi người 300.000 em bao ship. Tiếp theo là Y4. Cụm đế của nó nở nè ha. Nhún nhún hết trơn nè. Cái này có khi là vận chuyển tới mọi người là nó ra chậu luôn á. Mấy cây này đi lâu cũng không sai nha mọi người. Có đi lâu thì mọi người chờ nhận giùm em ha. Hoành của nó là 20 hơn chút. Chiều cao đó là 20 luôn. Đường kính cái bầu là 22. Mình nhìn cái chai kem mình có thể hình dung bây giờ em được nha. Cây này thì hơn ngang tay, cỡ ngang tay thôi. Rồi mã số Y4 giao lưu với mọi người là 350.000 bao ship. Tiếp theo là Y5. Ồ cây này nè. Đó. Mấy cái đầu cắt nè. Đầu cắt nè ha. Này là mấy cái nhánh cũ hồi xưa thôi. Tại xưa người ta cắt rồi không có tha keo á. Nó đen ha. Đâm chồi mạnh luôn ha. Mình cứ để nguyên bầu gì mình tưới nước thôi nè, đâm chồi mình trồng. Cái cọng đế này nó bị chày nè mọi người. Bị lá không quên nè. Đây có một cái nhánh này nó bị hư nè. Đó, em quay rất là kỹ luôn á. Hoành đây là 27. Hoành ở trên này là 16,5. Chiều cao của nó là 33. Đường kính cái bầu là 26. Vậy cái gì mình cắt cái này bỏ nha. Y5 giao lưu cho mọi người 400.000 em bao ship. Mã Y6. Củ đế nó nở nè mọi người. Cục này thì nữa bỏ nó ra. Ở trên này có cái nhánh này nó có bị dập da một bên này nè. Đó, ha, dập da bên đây nhỏ. Ở cái đầu cắt nè. Cái
cái này là cái nhánh cũ ha, nó bị một cái trên đây đầu cắt thôi. Để về mình tha keo cho mình cắt cái này sát sát vô chút. Rồi mã số này là Y6. Em đo nguyên cái hoành ngay đây là 26 nha mọi người. Rồi một thân to của nó là 14. Chiều cao đó là 28. Đường kính bầu nó là 23. Cao là hơn một gang tay. Đó, em đo vậy cho anh dễ hình dung ha. Y6 400.000 em bao ship. Mã số Y7. Cái này nó bonsai đẹp nè. Nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó không có sẹo gì hết ha. Đó, cây này nó không có sẹo nha mọi người. Mi. Rồi hoành nó là 22. Chiều cao nó là 18. 22 là em đo sát dưới đây ha. Đường kính cái bầu là 22. Rồi mã số Y7 350.000 em bao ship. Y8 đâm chồi nè mọi người. Dễ sống lắm nha. Mình cứ về mình để trong mát khoảng tuần lễ mình tưới nước đi, để nguyên cái bầu gì mình tưới nước. Tưới cái rễ vô. Để nó đâm chồi sống rồi. Gì dễ sống. Em đo sát dưới này đó là 26. Rồi em đo một cái thân này nó là 13. Chiều cao của nó là 22. Đường kính cái bầu nó là 22 luôn. Rồi mã số Y8 giao lưu với mọi người 300.000 em bao ship. Tiếp theo là Y9. Y9 cho mọi người. Trời nữa ha. Mấy cái này là cái đầu cắt cũ thôi nha. Đây nó có dập bên này nghe nè. Chỗ này một cái nhánh này nó bị tuột da ở đây nè. Mất miếng da rồi. Cái dễ sống lắm. Nó ra lá như vậy nó bự ha, mà nó xanh đậm ha, nó dày rồi nó ra bít luôn là mình không có thấy đâu nha mọi người. Hoành nó 19. Chiều cao nó 31. Đường kính bầu nó là 21. Đầu cắt nè ha. Đó, đâm chồi nè. Rồi Y9 300.000 em bao ship. Này hoa lại 5 cánh cho mọi người. Tiếp theo là Y10. Y10. Cây này chỗ này có cái đò, có cái nhánh cắt cũ ha. Chỗ cái nhánh cắt này nó cũng cái hai chồi luôn. Rồi em đo hoành sát dưới gốc này nha mọi người là 21. Đó, cao thêm một chút nữa đó là 18. Chiều cao đó là 25. Đường kính cái bầu là 24. Cao là hơn một gang tay em đó. Rồi mã số này là mã số Y10 300.000 em bao ship. Y11. Hoành nó là 19. Chiều cao nó là 39. Đường dài cái bầu nó là 25. Cho nên mấy cái đầu cắt này cũ quá ha. Mình không thích cho mình cắt ngang đây. Nó ra lá lại nha mọi người. Cái lá này nấy nè. Rồi mã này là Y11. Cũng 300.000 luôn, em bao ship luôn. Y12. Da chồi ha. Da chồi ào ào luôn. Ở trên này chỗ này có cái sẹo ở đây nè. Có sẹo ở đây chút ha, nó bị lửa một chỗ này. Hoành nó 19. Chiều cao nó là 25. Đường kính cái bầu là 23. Này cao hơn gang tay ha. Y12 cũng 300.000 luôn em bao ship. Y13. Chiều cao đó là 25. Cao hơn gang tay ha. Ở đây có lỗ này nó bị chày da.
kính cái bầu là 21. Này em quay rất là kỹ luôn á. Y13 cũng 300 ngàn luôn, em bao ship luôn. Y14 bao ship. Rồi mã số Y14 là mã số